Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thế giới phòng chống đái tháo đường. Chủ đề của năm nay là tiệm cận chăm sóc bệnh đái tháo đường, nhằm mục tiêu ngày càng có nhiều người trên thế giới cũng như tại Việt Nam được tiếp cận sớm với việc điều trị căn bệnh này. Và cùng trao đổi về vấn đề này, xin được giới thiệu Tiến sĩ bác sĩ Lê Quang Toàn, trưởng khoa đái tháo đường Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Xin được cảm ơn bác sĩ Toàn đã nhận lời mời tham gia chương trình Việt Nam hôm nay. Và trước tiên xin mời bác sĩ cũng như quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một số con số tổng kết đáng chú ý. Tại nước ta hiện nay thì tính tỷ lệ người mắc đái tháo đường ở người trưởng thành lên tới 6%, tương đương 4 triệu người. Ngoài ra tỷ lệ tiền đái tháo đường, tức là người có nguy cơ cao mắc đái tháo đường cũng gần 20%. Tất cả các tỷ lệ này đều cao gần gấp 3 lần đến 4 lần so với cách đây 20 năm. Hai vấn đề đáng lo ngại nhất với tình hình đái tháo đường hiện nay tại Việt Nam đó là độ tuổi mắc đái tháo đường ngày càng trẻ hóa và tỷ lệ bệnh nhân phát hiện muộn cao. Trong đó hầu hết là các bệnh nhân mắc đái tháo đường type 2, tức là có một phần lớn nguyên nhân từ thói quen ăn uống, chế độ sinh hoạt hàng ngày. Thưa bác sĩ Toàn, điều đầu tiên tôi muốn thắc mắc là tại sao con số người mắc căn bệnh này ở Việt Nam lại gia tăng nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy tại Việt Nam ạ? Sự gia tăng của bệnh đái tháo đường type 2 chủ yếu liên quan đến vấn đề thay đổi về lối sống của mọi người. Đấy, thì loài người chúng ta là hình thành trong cái giai đoạn, trong cái điều kiện là vận động thể lực rất nhiều để săn bắn hái lượm và đa số trong thời gian bị thiếu ăn. Vậy khi chuyển sang cái lối sống mà dư thừa dinh dưỡng, ít vận động thể lực dẫn đến thừa cân béo phì, thì đấy chính là hai yếu tố mà dẫn đến tăng cái tỷ lệ gia tăng của bệnh đái tháo đường type 2 mà chúng ta chứng kiến trong thời gian gần đây ạ. Vâng, thưa bác sĩ Toàn, ngoài những con số mà tôi vừa chuyển tới bác sĩ cũng như quý vị khán giả, thì Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng đưa ra một con số rất đáng cảnh báo, đó là tại nước ta thì tỷ lệ mắc căn bệnh này chưa được chẩn đoán lên tới 60% số bệnh nhân. Vậy theo bác sĩ, đâu là những nguyên nhân chính khiến cho tỷ lệ người mà khi mà biết bệnh đã ở giai đoạn khá là muộn rồi ạ? Bởi vì là bệnh đái tháo đường type 2 thì có một giai đoạn đầu khi nó sẽ hoàn toàn không có triệu chứng, mà chỉ xét nghiệm đường máu thì mới phát hiện được bệnh. Và như vậy thì người dân thì thường chủ quan không đi khám định kỳ xét nghiệm đường máu, kể cả những người có nguy cơ cao. Chính vì vậy mà cái tỷ lệ mà bệnh không phát hiện ở cộng đồng rất là cao. Vâng. Và tôi được biết là khi mà phát hiện bệnh muộn thì sẽ gây ra được rất nhiều những cái biến chứng. Trong số 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường ở nước ta ấy, thì có rất nhiều người gặp phải những biến chứng liên quan về tim mạch, thần kinh và thận, đặc biệt là biến chứng bàn chân, bàn tay đã phải cắt bỏ một phần. Và trước khi tiếp tục trò chuyện với bác sĩ Toàn, mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự về các bệnh nhân đã gặp phải những biến chứng này. Chị Yến vừa tròn 30 tuổi nhưng sẽ phải đi chân giả suốt phần đời còn lại do biến chứng đái tháo đường. Cách đây 7 năm, khi chị mang thai đứa con thứ hai, bác sĩ phát hiện chị mắc tiểu đường thai kỳ. Lúc em đẻ thằng cu ra thì bác sĩ có bảo em là bị đường máu cao. Nhưng mà lúc đấy người em còn khỏe nên là em cứ ạt đi, em không kiêng. Đến lúc em bị nặng, năm ngoái em bị nặng quá rồi thì em mới biết. Còn bệnh nhân này thì đã trải qua 3 lần phẫu thuật cắt bỏ bộ phận cơ thể do tác động mạch chi dưới gây hoại tử. 30 năm sống chung với bệnh là 30 năm bệnh nhân phải đấu tranh với chính mình để kiểm soát thói quen ăn uống, sinh hoạt. Nhiều khi chỉ ăn quá một chút là một lúc sau chân tay đã đau nhức không cử động được. Trước kia thì lúc bình thường đường huyết 7,8, khi nào cao nhất thì hơn 9. Đến thời gian dần nó cứ tăng dần lên, đến thời gian cuối cùng này là thường là ban ngày thì là 12, 13, có khi đến 17. Các biến chứng của bệnh đái tháo đường xuất hiện do đường huyết quá cao, gây tổn thương mạch máu, tổn thương các cơ quan. Nguyên nhân là do người bệnh không kiểm soát tốt đường huyết, để đường huyết ở mức cao trong một thời gian dài. Đái tháo đường gây ra rất nhiều các biến chứng hết sức nặng nề, đó là suy thận, đó là biến chứng về mắt, giảm thị lực và mù mắt và các nguy cơ tử vong, ví dụ như nhồi máu cơ tim rồi nhồi máu não. Đái tháo đường là bệnh mãn tính, phải điều trị lâu dài tới hết đời. Tuy nhiên, mỗi người dân đều có thể phòng ngừa bệnh bằng cách thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Thưa bác sĩ Lê Quang Toàn, là theo dõi cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là một số nhóm đối tượng có nguy cơ mắc đái tháo đường cao. Vậy thì nhóm nguy cơ nào sẽ là những người mà có nguy cơ mắc căn bệnh này cao nhất ạ? Vâng, thì người ta chia cái người đái đường mà có nguy cơ mắc đái đường ra làm 4 nhóm. Nhóm đầu tiên những người mà có thừa cân béo phì, ví dụ chỉ số BMI từ 2-3kg trên mét bình phương trở lên mà cộng thêm một cái yếu tố sau. Ví dụ như tiền sử gia đình có người mắc đái tháo đường như bố mẹ, anh chị em ruột này, thế rồi có tiền sử bệnh tim mạch sơ vữa, nhồi máu cơ tim, tai biến não này, có tăng huyết áp này, có rối loạn mỡ máu này, có phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang này, đấy rồi ít vận động thể lực này,
thì đấy là cái nhóm, đấy là một nhóm đầu tiên. Nhóm thứ hai là những người đã có mắc tiền đái đường rồi, tức là đường máu ở cái mức trung gian, chưa phải đái đường nhưng mà cũng đã trên mức bình thường, có thể tăng đường máu đói, có thể tăng đường máu sau ăn, có thể tăng cái chỉ số đường máu trung bình HbA1c. Và nhóm thứ ba là nhóm người phụ nữ đã có tiền sử mắc đái đường thai kỳ. Và thứ tư nữa là cái nhóm người bất kể ai nhưng mà từ 45 tuổi trở lên, thì đấy là những người mà có nguy cơ cao mắc bệnh đái đường thai cần phải sàng lọc bằng xét nghiệm đường máu để phát hiện sớm bệnh đái tháo đường. Vâng, như bác sĩ vừa nói đến cái phương pháp là khám sàng lọc, xét nghiệm đường máu. Vậy thì với những đối tượng nào có thể có những cái biểu hiện sớm nhận biết để họ sớm đi sàng lọc về cái tiểu đường trong máu ạ? Thực ra về lâm sàng, tức là cái triệu chứng mà người bệnh có cảm nhận được thì ở giai đoạn sớm sẽ không có bất kỳ một triệu chứng nào cả. Do vậy mà bốn cái nhóm người mà có nguy cơ ở trên ý, thì cần phải xét nghiệm đường máu, bởi vì khi sẽ không có triệu chứng gì mà người bệnh có thể cảm nhận được. Vâng. Giai đoạn đường máu tăng nhẹ. Thưa bác sĩ Toàn, một cái con số được thống kê bởi Bệnh viện Nhi thì cũng rất đáng cảnh báo với những gia đình có con nhỏ, đó là có hơn 1.700 trẻ mắc đái tháo đường, trong đó có cả trẻ sơ sinh. Nhóm này thì hoàn toàn có thể là xuất phát từ nguyên nhân di truyền hay không, và cách điều trị với nhóm trẻ bị mắc căn bệnh này thì có khó không thưa bác sĩ? Mắc đái đường tuyếp 1 thì thông thường là đa số sẽ là đái đường trẻ em ấy, mà mắc đái tháo đường ấy, thì chủ yếu sẽ là đái đường tuyếp 1. Một số ít là đái tháo đường di truyền theo đột biến gen, còn một số ít nữa là đái đường tuyếp 2. Đái đường tuyếp 1 hiện nay thì là có yếu tố di truyền nhưng mà cũng chỉ là một phần nhỏ, và hiện nay chúng ta cũng chưa rõ được cái nguyên nhân. Thế còn đái đường tuyếp 2 thì đương nhiên là rõ ràng liên quan đến tình trạng thừa cân và béo phì. Những trẻ em mà mắc đái đường tuyếp 2 thường là béo phì rất là nhiều, thì đấy là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đái đường tuyếp 2. Vâng, như vậy là với những cái gia đình mà có thể là ép con ăn quá nhiều khiến thừa cân béo phì, rồi các con đi học cũng quá nhiều khiến cái thời gian vận động thân thể là rất ít đúng không ạ, thì cũng có rất có nguy cơ để nhiễm căn bệnh này. Vậy thưa bác sĩ, với cái tình trạng hiện nay đó là cái độ tuổi bị nhiễm căn bệnh đái tháo đường ngày càng trẻ hóa, thì có phải đang ở mức cảnh báo với một cái xã hội hiện đại với một cái nhịp sống với nhiều thức ăn nhanh rồi là ít thời gian để vận động cơ thể như hiện nay không ạ? Vâng, đó chính là nguy cơ. Cái tuổi và bệnh đái tháo đường tiếp 2 ngày càng trẻ tuổi thì càng tăng lên. Và tôi đã chứng kiến những trẻ em 9 tuổi cũng đã mắc đái đường tuyếp 2 rồi. Đấy. Thế thì cái nguy cơ ở đây chính là vấn đề thừa cân, đặc biệt là vấn đề béo phì trẻ em. Còn đó với những người trưởng thành ạ, nếu họ chưa đến cái lứa tuổi nguy cơ cao giống như bác sĩ vừa chia sẻ là trên 45 tuổi, thì họ cũng có nguy cơ bị căn bệnh nhiều hay không ạ? Thì đấy, những người mà đặc biệt những người thừa cân béo phì này, ít vận động thể lực này, thì đấy là những người mà những cái yếu tố mà chúng ta có thể phòng tránh được. Vâng. Thế còn ngoài yếu tố khác như là ví dụ tăng huyết áp hay rối loạn mỡ máu hay đã có tiền sử bệnh tim mạch hay là có tiền sử gia đình rồi, thì đấy là những yếu tố mà chúng ta gọi là có thể nói là không thay đổi được. Thế còn thay đổi được là những yếu tố mà chúng ta vấn đề tránh thừa cân béo phì và vấn đề tăng cường vận động thể lực. Thưa bác sĩ, là khi mà tìm hiểu về căn bệnh này thì tôi thấy là một số trang mạng xã hội rồi là đặc biệt là các nhà quảng cáo thực phẩm chức năng ấy, thì họ cũng đưa ra rất nhiều những loại thực phẩm chức năng khác nhau, mà trong đó thì có rất nhiều lời mời chào và quảng cáo rằng là thực phẩm loại thực phẩm chức năng này không chỉ hỗ trợ mà có thể chữa khỏi bệnh đái tháo đường. Liệu rằng điều này có thể tin vào được hay không ạ? Thì chúng ta hãy nói về đái đường tiếp 2 đi. Thì hiện nay thì chưa có một cái thuốc biện pháp nào có thể chữa khỏi bệnh đái đường. Tuy nhiên là bệnh đái đường có thể thuyên giảm, tức là bệnh có đái đường mà chỉ số HbA1c mà dưới 6,5% mà không dùng thuốc trong vòng 3 tháng thì người ta gọi là thuyên giảm. Tất nhiên đa số sẽ gặp ở những người mà thừa cân béo phì rất nhiều, khi mắc bệnh giai đoạn sớm mà người ta giảm cân rất nhiều. Thì đấy là những người thuyên giảm. Tuy nhiên, cái tình trạng thuyên giảm nó chỉ là một tình trạng tạm thời, và đường máu có thể tăng ngược trở lại nếu như người bệnh đấy để tăng cân trở lại, ít vận động hay là những tình huống khác, mắc những bệnh khác thì đường máu có thể tăng trở lại. Nói tóm lại, tình trạng thuyên giảm cũng chỉ là một cái tình trạng tạm thời. Và bệnh đái đường nói chung đái đường tiếp 2 cho nay là chưa có biện pháp hay thuốc nào có thể chữa khỏi được. Vâng, như vậy là chúng ta phải vừa kết hợp giữa thuốc này, vừa kết hợp giữa việc ăn uống và vừa kết hợp với việc luyện tập thường xuyên đúng không ạ? Rất là cảm ơn những chia sẻ đến từ bác sĩ Lê Quang Toàn. Thưa quý vị khán giả, ngoài những ảnh hưởng về mặt sức khỏe thì một điều rất quan trọng và đáng cảnh báo nữa đó là việc trầm cảm là một tình trạng rối loạn tâm thần phổ biến nhất khi liên quan đến bệnh đái tháo đường. Do đó, người bệnh đái tháo đường nên sớm chấp nhận rằng mình bị mắc căn bệnh này và cần có những điều chỉnh hành vi như là bỏ thuốc lá này, giữ tinh thần lạc quan, duy trì tập luyện thể thao, rồi là ăn uống điều độ và tìm hiểu thật kỹ lưỡng về những phương pháp điều trị liên quan đến căn bệnh này cũng như là phương pháp điều trị bệnh.